mọi người, thì hiện tại mình đang có mặt tại phòng khám để thăm bé xúc xích nha. Hôm nay thì bé đó này đang tập đi với mọi người. Xích ơi ba nè, bạn nghe, xích ơi. Khỏe hả chị hả? Dạ khỏe, ăn uống tốt. Rồi cái chân đó thì lại như lúc mà tập đi á mà mình vẫn phải đỡ. Dạ. Phải đỡ như vậy nè. Cho xong rồi đi, nó đi từ từ á. Dạ, là cắt chỉ này nọ hết hả chị ha? Cắt chỉ hết rồi đây, vết mổ. Vậy chị cho em hỏi luôn, khoảng vậy là bao nhiêu ngày nữa chở bé về? Cái này ví dụ như trong trường hợp này á, bây giờ ví dụ khoảng mấy ngày nữa sau nó về thì mình cứ hỗ trợ nó tập đi. Ừ. Vậy đây mình mấy nay chị mỗi ngày chị hỗ trợ cho nó tập cho nó đúng đi rồi. Em cứ cho xuống tay xong giữ cho bé đi. Xích ơi ba nè. Xích ơi Kimi. Xích mà đi đi khỏe khỏe đó. Ở đây thấy nó ăn không được hay sao mà nó ăn ít hay sao thấy nó ốm ốm hơn được, người nó ăn được nhưng mà là như bây giờ tại vì nó ít vận động, nó ít vận động nên cái lượng thức ăn mình canh cho nó vừa thôi. Cho nó ăn nhiều quá nó sẽ chèn cái cơ chân nó đi không được. Thì bé từng bữa nằm cũng mười mấy ngày hay sao không? Từ cái hôm mà sau khi cắt chỉ còn 3 ngày là bắt đầu cho nó tập đi. Trên nó làm nót cho bé cái thảm cỏ xanh á. Em có thấy. Thì cái thảm đó là giống như nó sẽ quên một cái thân ra và như tập như vậy nè. Thì cho nó tập đi ở trong đó, còn lúc nào bệnh lành thì mang xuống đây. Xong đi làm dọc đi. Sít ơi, hay khỏe ha, đã ha. Nay đi. Mừng ghê luôn á. Cái này lù bù cứu bà cứu mấy bé khác không có thời gian qua con. Cái này bị nó dơ một cái này nó mà về nè, yên yên tâm vệ sinh sạch sẽ hết. Dạ. Ví dụ như lúc đó mà tắm rồi phải tắm rồi sạch sẽ cho bé về hết. Chứ không có như vậy. Chị ấy tính tiền mấy này á. Ấy đi cầm cái cho. Ví dụ mình đỡ từ từ thì nó sẽ bước được cả hai chân. Dạ. Yeah. Mình đỡ cơ, mình đỡ chân cơ. Bây giờ tại vì khi mà mới ấy xong cái chân nó có ăn yếu. Sít ơi, nay khỏe ha, bữa nay đi quậy rồi đó. Mình đỡ thì nó sẽ đi được cả hai chân sau. À. Đó. Nhưng mà khi mà bỏ ra thì cái chân này nó chạm được. Nhưng mà này theo thì chị khoảng bao lâu nó mới như là đi bình thường này? Thì giống như ban đầu em nói cái thời gian hồi phục kể cả khi mà sau khi bó bột nhá, kể cả những cái bé bình thường nếu mà bó bột bình thường sau khi anh mở bột ra nó vẫn đi như vậy, anh phải cần thời gian cho nó tập cho nó đi, có khi cả tháng chờ nó mới đi lại bình thường, tại vì chân xương mà chứ nó đâu có phải là cơ đâu. Sít ơi, sít là cắt chỉ cái kia luôn hả chị? Cắt chỉ tử cung gì đó. Nên thường lành nhất rồi. Chị coi chị tính tiền giùm em. Đó, xích tới mọi người thì hôm nay mình lên đây thăm bé. Mấy hôm nay bận bịu lo cứu mấy bé bi này nọ. Rồi lu bu cũng không có qua được. Bé thì khỏe nha mọi người. Hôm nay các chị được thả cái chuông ra rồi. Nó hết từ túng rồi. Ở trên đó mình cũng cho bé nằm ở trên cái xung quanh nha chị. Dạ đúng rồi. Dạ. Như em quay ra nhé. À. Là cái khu bể thở luôn. Chứ tại vì bây giờ mình đang tập đi cho bé mà. Cho nó thoải mái. Đó là thì bé. Nó gượng người ta bắt đi mình đang tập đi cả 4 chân đó. Nhưng mà tại vì bây giờ như nó mới một đẹp nên nó không tập đi nha. Đúng rồi. Thì nó cũng đang như người ta đang tự tập đi từ từ đó. Gán nha không? Gán từ từ tập đi được rồi ha nha. Nghe không? Để ba ra ba mua xúc xích ăn nha. Bạn mua đồ này đâu cả anh. Nghe đó cả anh kìa. Sức à.
Vậy là bé xúc xích là được thả cái chuông ra, với lại không có nằm chuồng nữa nha mọi người. Nằm chỉ giống như cái gào trắng xung quanh với là cái thảm cỏ giả đi cho bé tập đi á. Hôm nay sức khỏe của bé cũng ok, nhưng mà thì ở đây không có được vận động nhiều á, với lại ăn cũng chung là cũng không có được nhiều đâu. Về nhà đi mình chăm sóc cho bé nấy hơn. Trong tình trạng thì bé đi lại bình thường thì khoảng độ tầm tháng mấy thì bé mới đi lại bình thường nha mọi người. Đó, bé là xúc xích là đang tập đi đó mọi người, đang giống như là cố gắng để đi đó, thì tầm một tháng nữa là bé sẽ lành nha mọi người. Đi ra ba nè con đi. Sứt ơi, cái ba nè. Sứt ơi, cái đây nè. Đi, cái cho con nè. Chạy luôn à. Nè, nè. Từ từ nha. Ráng nha, mấy ngày nữa ba gửi cũng về nha. Không là khoảng bao nhiêu ngày nữa là về chị, khoảng bao nhiêu ngày nữa mới về được? 3 ngày nữa hả chị ha? Ăn 2 cây được rồi. Ở đây ngày mình cho bé ăn mấy cử chị? Ở đây ăn 2 cú chính là cú sáng với cú chiều, còn cú trưa ăn dặm. Đi xuống ba nè, đi xuống đây. Chưa đi gần mà chạy rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Ở đây tầm đi thì cũng đi như vậy, đỡ để nó hoạt động bốn chân nó đều á. Dạ, chung là thấy bé khỏe, ok. Ăn nữa hả? Ăn ít thôi. Rồi 3 ngày nữa ba dẫn về nha. Nghe không? Thì cái bữa đó chị tắm xong xuôi sạch sẽ thì em rước phải về. Dạ. Nó ngoài em tắm xong nhắn cho anh. Dạ. Cái này thí dụ như mình dậy xong á, khoảng bao lâu mình mới chích người cho bé được? Cái này ví dụ bây giờ vaccine đó. Chích vaccine ở đây á, thì ví dụ nó về là cũng sợ luôn rồi. Ví dụ như về nhà cái chân nó đi đúng nha, được cái chân mồi không sao thôi. Quan trọng là ví dụ quan trọng là nhà ăn cũng được, chị với chị. Chơi với chị đi. Nó mấy tuổi chị? Nó mấy tuổi? Nó 3 tuổi mấy rồi. 3 tuổi mấy. Cái anh đó, nhà cũng có 1 con, cái anh gì? Dạ. Cái bé mà đi xe lăn đó là mình cũng cứu bà hả? Đúng rồi. Cái xe lăn là mình tự làm luôn. Xe lăn nó mua chứ. Xe lăn nó 3 triệu 8 đó, là khuyến mãi á. Là thấy hoàn cảnh vậy người ta giảm. Chứ nước hồng là đúng 4 triệu rưỡi. Là cái đó là người nước ngoài đã có công ty ở đây. Chứ nếu mà đi xe lăn bằng ống nước đó, thì nó sao này cái lưng dễ bị gãy, người ta nói vậy đó. Phần trăm
Giúp sức ơi, giúp sức à, sức ơi. Sức ơi, là ba nè, ba về nha. Nha, ba về nha. Ba ngày sau ba rước con nha. Chú sức. Sức à. Giờ phải đi, không thèm tôi luôn nha. Sết. Sết đây. Đi đi, đi bác coi coi. Cũng thinh đi coi. Lên nghỉ đi coi. Đi đi, ra đây coi, nghe bạn coi. Đi, nghe bạn nè. Đi ra đây nhanh lên. Chạy không à, bắt chớn chạy không à. Đây. Sức tay, lại ba nè. Bắt chớn chạy, chớn chạy không. Thôi ba về nha. Hôm về nha chị. À, ba ngày sau em rước bé. Nếu mà về nhà thì hàng ngày mình mới phải tập đi lên nha. Dạ, dạ. Lúc mà về thì không cần thuốc nữa. Không cần gì. Là không có cái phần chích thuốc gì nữa chứ. Nó tự nãy em thấy nó tự gượng lên nó đi cũng được một chút. Dạ nó đi được nhưng mà ví dụ như mình đỡ vậy nó đi chân nó đi nó đều hơn. Dạ. Mình chỉ cần đỡ nhẹ như vậy thôi chứ không cần phải cứng thì cảm thấy nó gượng cho bé. Mình chỉ cần cứng để cho nó là cái chân nó tập tốt thôi. Dạ. Bây giờ nha, bây giờ nha, em xích nha. Mà cứ bỏ ra là chạy á. Gì vậy? Đó, 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 đó. Đó, đó, tự đi được. Được xíu vậy đó.